Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh review nước hoa sách tay của Lâm. Sau khi bận rộn với công việc làm vlog cũng giống như là quay những cái đoạn đường đi và khi Lâm đi giao hàng hoặc là những cái tuyến đường mà Lâm đã đi qua cho các bạn xem, thì ngày hôm nay Lâm trở lại với các bạn qua một mẫu nước hoa, đó là Chanel Allure Extreme. Mẫu này được sản xuất vào năm 2012. Nó là một trong những thành viên của dòng Allure Homme Sport, thì nó là một cái mẫu nước hoa mà nhà Chanel đã hợp tác với nhà sản xuất Jacob Dandy cho ra đời vào năm 2012, hướng vào đối tượng là những vận động viên cũng giống như là những cái người nào mà yêu thích thể thao, yêu thích sự mát mẻ, sạch sẽ nhưng mà không kém phần và sang trọng. Thì Chanel Allure Extreme nó đến với Lâm một cách tình cờ. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm sử dụng Chanel Extreme, nhưng mà đây là lần đầu tiên Lâm cho review mẫu nước hoa này trên mạng Internet cũng giống như là YouTube các bạn đang xem, vì Lâm đã tham khảo tất cả các nguồn từ các blogger cũng giống như là những cái trang web hoặc là những cái người mà review nước hoa này, nhưng mà Lâm cảm thấy nó chưa có đủ độ sâu sắc và chi tiết, cho nên mẫu nước hoa này Lâm sử dụng đã hơn 3/4 chai rồi, thì Lâm sẽ cho ra là những cái nhận xét mà công tâm nhất cũng giống là những cái review chân thật nhất được Lâm sử dụng qua và cho các bạn biết, để các bạn có một cái nguồn tin cậy để tham khảo trước khi mà sở hữu mẫu nước hoa này. Thì Chanel Allure Homme Sport là mẫu nước hoa mà nó có một cái thiết kế cái mẫu chai của nó là rất là vuông vức. Nó có một cái hàng chữ là Chanel Allure Extreme, thì cái chữ Extreme được nhấn mạnh là L de Extreme, nghĩa là một cái phiên bản đậm đặc, cái nồng độ là của nó là nồng độ LDB. Khi mà được sản xuất tại Pháp, Chanel Allure Extreme mang đến một cái phong thái cho một cái người lịch sự chững chạc nhưng không kém phần là nam tính. Đặc biệt là cái mẫu nước hoa này có một cái độ lưu hương, thì nó là đối với cá nhân Lâm thì nó là khoảng 4-6 tiếng, tùy vào loại da, tùy vào cái hoạt động của các bạn và cũng tùy vào cái cách các bạn sử dụng cũng như bảo quản nước hoa như thế nào nữa. Tuy nhiên cái Chanel Allure Extreme thì rất thích hợp và gần như là mẫu nước hoa đa năng, vì các bạn có thể sử dụng cho bất cứ trường hợp nào, có thể là hẹn hò, có thể là đi chơi party với các bạn, hay là những cái hoạt động ngoài trời thể thao. Nói chung là Chanel Allure Extreme thích hợp cho tất cả các hoàn cảnh mà các bạn cần phải dùng đến nó. Thì Allure Extreme nó đến với Lâm trong một cái hoàn cảnh là Lâm có một người bạn ở Tây Ninh được gia đình gửi về tặng mẫu nước hoa đó, nhưng mà bạn nó không xài cho nên đã nhượng lại cho Lâm. Đó là chai đầu tiên mà Lâm được sử dụng và nó đã đến với Lâm trong 5 năm nay, xuyên suốt trong 5 năm nay. Thì Lâm rất là ấn tượng về mẫu nước hoa này. Khi mà có những cái mẫu tester nhập từ Pháp về thì Lâm là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu nó, và bây giờ Lâm đã sử dụng hơn 3/4 của mẫu chai này rồi, cho nên Lâm sẽ cho các bạn biết là cái cảm nhận riêng của Lâm về nó như thế nào. Điển hình là trước khi Lâm đi ra ngoài, Lâm đã xịt vào cổ tay của Lâm, thì cách đây khoảng 2 tiếng hơn, coi như là 2 tiếng đi, thì tới bây giờ độ lưu hương của nó vẫn còn, tuy nhiên là cái độ phản phất của nó không còn nhiều giống như là khi chúng ta vừa mới sử dụng nữa. Rồi sau đây Lâm xin cho các bạn biết là mẫu trên tay cũng giống như thiết kế của chai như thế nào. Có lẽ là không phải cần phải nói nhiều về Chanel, vì Chanel là hãng nước hoa cũng giống như là một cái hãng chuyên sản xuất những cái mẫu mà luxury cho những cái doanh nhân cũng giống như những người nổi tiếng đã bao lâu nay rồi. Nó là một cái hãng gần như là nói đến Chanel thì ai cũng biết và mọi người đều biết, danh tiếng nhất thế giới rồi. Thì những dòng nước hoa đầu tiên ra đời vào năm 1920 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường vào năm 2015, hãng Chanel đã cùng với chuyên gia nước hoa là Jacob Fond và Henry Roberts lấy cảm hứng từ những kỳ tích thể thao, đã cho ra đời mẫu chai nước hoa Allure Homme Sport Elder Extreme, là mẫu nước hoa được sản xuất vào năm 2012. Elder Extreme trực tiếp gợi nhớ đến mẫu Allure Homme Sport EDT phiên bản Toilette, nhưng với hương thơm mãnh liệt hơn, ấn tượng hơn, để lại sự mát lạnh chạy dọc những tuyến mồ hôi mạch đập cho các bạn. Về Jack Fox thì được tạo ra mẫu nước hoa này từ những cái tổ hợp hương sắc gia vị rất là tươi mát, hương gỗ nam tính lịch lãm. Mở đầu là một cái mẫu là mẫu hoa Silly mang đến cảm giác thảo mộc mát lạnh,
tầng hương giữa với vị chua cay của mỗi nước hoa xuất phát từ hạt tiêu, hương gỗ, năm tính bao gồm cây bách hương, đàn hương đến từ New Carolina. Cuối cùng thì tất cả các mùi hương trên được hình thành và làm dịu đi nhờ vào hương xạ hương gợi cảm và đậu tonka ấm áp. Tổ hợp nước hoa này thể hiện sự phân phối của sự tươi mát, gợi cảm, sắc bén và mạnh mẽ. Hình dáng của cái chai là một cái màu xám đậm đặc được tô điểm với một dòng nắp bạc ở trên cổ chai có được khắc tên hãng trên đó làm điểm nhấn tạo nên sự năng động và sáng tạo. Phiên bản này có dòng chữ màu trắng là Oulu Home và cái chữ Sport là nhắm đến những người thích chơi thể thao và đó là một cái nét rất là đặc trưng. Sản phẩm này được hòa quyện với quýt đậu tonka tạo nên mùi thơm lâu dài và làm hài lòng bất cứ ai sử dụng qua. Mẫu nước hoa này tỏa hương đủ mạnh vào mùa đông nhưng vẫn nhẹ nhàng vào mùa hè và mùa xuân. Việc này làm cho mẫu nước hoa này trở nên đa năng và xứng đáng trở thành mùa hương độc nhất cho những người sử dụng thường xuyên. Mùi hương này rất thích hợp cho những chàng trai có những cái cuộc hẹn về đêm khi hoặc là những cái lúc mà đi làm hàng ngày. Phiên bản Eau de Parfum được sản xuất tại Pháp, Chanel Paris. Phiên bản mang trên tay là 100ml nha các bạn. Logo Chanel rất là sắc sảo và được in chìm. Khi các bạn gợi trên tay, gợi lên thì sẽ cảm thấy như là nó có một cái độ nhẵn, có một cái độ nhẵn bóng. Và cái phiên bản Eau de Parfum Sport này là được rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế. Chúng ta nó không có dập nổi kiểu giống như là những cái mẫu nước hoa khác. Khi các bạn đã trên tay mẫu nước hoa thật thì các bạn sẽ cảm nhận ngay. Cầm nó mát lạnh, rất là đẹp, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Mẫu nước hoa này đối với Lâm là nó là 8 điểm. Lâm đã sử dụng chai nước hoa này là chai đây là chai thứ 3 rồi mà Lâm đã sử dụng hơn 3/4 mẫu nước hoa này rồi. Cảm thấy ấn tượng và có lẽ Lâm là người đầu tiên ở Việt Nam review mẫu nước hoa này. Bởi vì các blogger cũng như những cái trang web khác khi mà Lâm tham khảo trên mạng, trước khi Lâm quay video clip này thì Lâm vẫn chưa thấy và chưa thỏa mãn cho bất cứ cái bài review nào của những người trên mạng. Cho nên là Lâm nhập khẩu chai này sử dụng. Sau khi sử dụng, Lâm đã rút ra những cái nhận xét về nó cho các bạn xem. Khi các bạn xem video clip này, nếu mà các bạn cảm thấy thích thì hãy nhấn nút like và subscribe cho kênh của Lâm, tạo động lực lần sau Lâm sẽ review tiếp cho các bạn xem những mẫu nước hoa khác. Maybe lần sau Lâm sẽ review mẫu nước hoa là Valentino Omo. Mẫu nước hoa này Lâm rất là thích và cực kỳ thích luôn. Đó là mẫu nước hoa đó là một trong một mẫu những mẫu nước hoa mà đã dẫn dắt Lâm vào cái con đường buôn gánh bán bưng nước hoa. Rồi, cảm ơn các bạn.